Cô tới đây không cô khám gì? Bông màu gà. Bông màu gà? Ủa bông màu gà là bệnh của gà? Ừ chị biết rồi. Chị mới đi thăm bà của nội của sếp tổng xong. Ô mày trứng. Đem chùa nhẫn của con tỉnh trung lại đây cho tôi. Sẽ có con trống vong một nụt nha. Oliver này là trai kính, kính nhất thế giới. Ăn anh đi. Được không? Mình nghĩ dài vậy trời. Hay là... Trai đẹp mới chế hú. Đó, muối mọc từ đầu đến mắt cá luôn. Bảo có biết bơi. Em đang ở trong văn phòng. Em đang họp. Hi you. Hi you. Anh nói gì? Thank you. Em đi toàn tiếng nước ngoài không à? Có phải là nước mía, nước sắm mày ra mày mua cỏ á? Mày ưng hiển là tao lạy á.